Thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, trên các diễn đàn quốc tế và phương tiện thông tin đại chúng, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ quan điểm chính thức của mình. Thế nhưng trên Internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch phản động, các phần tử cơ hội chính trị lại cố tình đưa ra những suy diễn, xuyên tạc. Đây là chiêu trò nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín và phá hoại quan hệ đối ngoại của Đảng, nhà nước ta, cần kiên quyết đấu tranh, bác bỏ. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả Vũ Văn Tự, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân có tiêu đề "Bác bỏ luận điệu xuyên tạc, suy diễn quan điểm của Việt Nam về vấn đề xung đột giữa Nga, Ukraine". Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, thế giới lại được phen dậy sóng trước những căng thẳng giữa Nga và Ukraine, mà đỉnh điểm là khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022. Lợi dụng tình hình đó, ngay lập tức, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị chống đối lại thừa nước đục thả câu, bới lông tìm vết, tung ra những luận điệu xuyên tạc, suy diễn, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Dù cho ngay sau khi sự việc xảy ra, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức về xung đột Nga và Ukraine. Cần khẳng định rõ, đây là một trong những chiêu bài cũ rích mà các thế lực thù địch vẫn thường sử dụng. Trên các trang mạng, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức cá nhân thù địch chống đối liên tục đăng tải tin bài có nội dung phê phán, xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Việt Nam trong quan điểm, cách nhìn nhận, ứng xử trước các vấn đề liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine. Từ đó hướng lái dư luận trong và ngoài nước hiểu sai lệch về Việt Nam. Điển hình là ngày 2 tháng 3 năm 2022, tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Sau khi nghị quyết trên được thông qua và thông tin các nước thành viên Liên Hợp Quốc thể hiện quan điểm, trên một số diễn đàn Internet, mạng xã hội, một số cá nhân tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những luận điệu sai trái, suy diễn rằng quan điểm của Việt Nam là mơ hồ không rõ ràng. Việt Nam đã không đi theo số đông, cố tình tìm cách lựa chọn quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Từ việc nêu lên những câu hỏi mang tính suy diễn chủ quan, họ đưa ra luận điệu quy chụp cho rằng các quốc gia chọn giữ thái độ trung lập là những quốc gia phần lớn đổ lỗi cho phương Tây đã kích động các điều kiện dẫn đến cuộc xung đột này. Một số người cuốn theo lối suy diễn trên cũng đưa ra các bình luận tiêu cực, thậm chí kích động tư tưởng chống phá. Không những thế, họ còn cố tình cắt xén, thêm bớt, bịa đặt, làm sai lệch thông tin để quy kết cho phần lớn lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam ủng hộ Nga, chính quyền Putin cũng như cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Có trang mạng dùng thủ đoạn tạo bình luận thăm dò rồi cho những thành phần trong nhóm click vào lựa chọn phương án theo chủ ý của người đặt bình chọn. Từ đó lấy cớ vu cáo, người dân ủng hộ đa số, còn quan điểm của nhà nước chỉ là thiểu số. Cá biệt, có luận điệu xuyên tạc rằng, phải chăng Việt Nam đang ngấm ngầm ủng hộ cho cuộc chiến tranh, quay lưng với hòa bình? Có thể thấy, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì các luận điệu nêu trên cũng đều nhuốm màu lệch lạc, sai trái, thù địch, với mục đích nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế, tác động tiêu cực đến quan hệ của Việt Nam với Nga, Ukraine và cộng đồng quốc tế nhằm phục vụ cho ý đồ đen tối của họ. Trước hết, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm nhất quán đối với vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Ngày 1 tháng 3 năm 2022, phát biểu tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận về tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh rằng lịch sử của chính dân tộc chúng tôi hứng chịu các cuộc chiến tranh đã nhiều lần chỉ ra rằng cuộc chiến tranh và xung đột đến tận ngày nay thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời
đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Một số xung đột vẫn còn gắn liền với những yếu tố lịch sử, ngộ nhận và hiểu lầm. Với trải nghiệm của chính mình, Việt Nam thấu hiểu rằng chiến tranh và xung đột khi nổ ra chỉ gây ra đau khổ sâu sắc cho người dân và hậu quả nghiêm trọng đối với nhiều khía cạnh trong đời sống của các quốc gia có liên quan trực tiếp cũng như của các quốc gia khác. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng, chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Tất cả các quốc gia lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này. Do đó, Việt Nam hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine, một quốc gia thành viên có chủ quyền của Liên Hợp Quốc. Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác đã ra tuyên bố về vấn đề này vào ngày 26 tháng 2. Điều cấp bách hiện nay là cần kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và tổn thất, đặc biệt là đối với dân thường. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Các giải pháp như vậy sẽ chấm dứt những khổ đau và đóng góp lớn cho hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Âu và thế giới nói chung. Quan điểm nêu trên cho thấy, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không muốn đất nước phải chịu cảnh chiến tranh và cũng không bao giờ muốn chiến tranh xảy ra với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Việt Nam liên tục phát đi thông điệp thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Đồng thời, chúng ta tích cực kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tránh những động thái gây bất ổn cho tình hình chính trị thế giới, ảnh hưởng xấu đến hòa bình, ổn định toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh của binh lính và người dân vô tội ở các nơi xảy ra xung đột. Như vậy, quan điểm của Việt Nam là rất rõ ràng, thẳng thắn, mong muốn hai bên hướng về hòa bình và cuộc sống an toàn của người dân để nối lại đàm phán, chấm dứt leo thang, căng thẳng. Thứ hai, Việt Nam nêu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm các nguyên tắc về tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Đây là nguyên tắc bất biến, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, điều hành, tổ chức và quản lý công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam luôn kiên định quan điểm 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Do đó, đối với vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine vừa qua, Việt Nam luôn đứng ở vị trí trung lập để xem xét, nhìn nhận, đánh giá, phát ngôn và hành động. Ngày 3 tháng 3 năm 2022, tại họp báo thường kỳ, trả lời báo chí về việc bỏ phiếu của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Chúng tôi cho rằng, ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán đối thoại trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế." Điều đó minh chứng rõ rằng Việt Nam không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine. Bởi vậy, những luận điệu cho rằng Việt Nam đứng bên này để chống bên kia, cổ suý chiến tranh là hoàn toàn sai trái, bịa đặt.
Thứ ba, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại trên tinh thần nhân dân Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Trên con đường hội nhập và phát triển với tất cả các nước, trong đó có cả Nga và Ukraine, Việt Nam vẫn luôn coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại một cách bình đẳng, trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển, phấn đấu vì một thế giới hòa bình, ổn định. Việt Nam là một trong những quốc gia đóng góp nhiều sáng kiến hòa bình cho khu vực cũng như thế giới, luôn tích cực tham gia đấu tranh cho hòa bình, nhân loại. Trong ngày thứ hai của phiên họp đặc biệt do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức về tình hình Ukraine, đại diện Việt Nam đã tích cực kêu gọi và đề nghị cộng đồng quốc tế thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho dân thường, đảm bảo an ninh, an toàn của người dân cũng như các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo luật nhân đạo quốc tế. Việt Nam luôn kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế. Những phát ngôn ấy đã được cộng đồng quốc tế đón nhận, ủng hộ và hoan nghênh. Thực tế đó đã minh chứng cho vai trò và sự tham gia tích cực, đúng đắn của Việt Nam trong giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, ngày 13 tháng 5 năm 2022 vừa qua, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng. Thông điệp này của Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định rằng với tinh thần hòa bình, hữu nghị, trọng lẽ phải và chính nghĩa trong chính sách ngoại giao của Việt Nam nói chung, đặc biệt là đối với vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine thời gian qua nói riêng, không chỉ thể hiện sự tiến bộ, cách mạng của đường lối, chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước Việt Nam, mà tinh thần ấy đã trở thành một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Là một đất nước đã phải chịu quá nhiều khổ đau, mất mát do chiến tranh, dân tộc Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, bạo lực. Như một lẽ tự nhiên, Việt Nam được quốc tế coi là biểu tượng của đất nước vì hòa bình, một đối tác vì hòa bình, bền vững. Việt Nam không chỉ gửi đi thông điệp mà còn có rất nhiều hành động, nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực cho việc ngăn chặn xung đột, ngăn chặn chiến tranh vì hòa bình, bền vững trên thế giới. Đó là sự thực không thể bác bỏ. Hiện nay, quan hệ ngoại giao của nhà nước Việt Nam đã phủ sóng tới 189 trong tổng số 200 quốc gia trên toàn thế giới. Quan hệ đối ngoại quốc phòng của Việt Nam ngày càng rộng mở. Hiện có quan hệ quốc phòng với trên 80 quốc gia thuộc cả 5 châu lục. Đặc biệt, Việt Nam có quan hệ quốc phòng với tất cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn nhất quán và kiên trì thực hiện những quan điểm về đường lối đối ngoại của mình, bảo đảm vừa tuân thủ các nguyên tắc, vừa khéo léo, linh hoạt, bảo đảm lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc. Nhờ đó đã góp phần khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế trên là minh chứng sống động chân thực, đập tan những luận điệu xuyên tạc, suy diễn của các thế lực thù địch lợi dụng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine để chống phá cách mạng Việt Nam. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.